Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trời Hà Nội hôm nay thì lại rất là mát mẻ rồi. Và lại âm u, sương mù, rất là đẹp. Và trong cái thời tiết đẹp như thế này thì tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng B. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Đây là chiếc xe Toyota Vios phiên bản G. Phiên bản G, số tự động ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được 4.6 km rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về chiếc xe Toyota Vios G 2017 chạy được 3 năm rồi thì chất lượng nó còn như thế nào. Thì sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe này ạ. Đầu tiên thì tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ba đờ sốc trước của xe đây ạ. Nhìn vào cái phần đầu, phần ba đờ sốc trước của xe thì chúng ta có thể biết được đó là cái phiên bản G rồi ạ, 2017 và cái phiên bản G. Phiên bản G với phiên bản E nó khác nhau. Phiên bản G là nó có đèn bi xenon này. Thưa với quý vị và các bạn, nó có đèn bi xenon rồi, đèn pha bi xenon. Đấy, đèn pha bi xenon đó chính là phân biệt ở cái phiên bản G hoặc E. Nếu như phiên bản E thì là nó chưa có đèn pha bi xenon đâu ạ. Đèn pha, đèn gầm đầy đủ rồi. Và phiên bản G nó là cái phiên bản đầy đủ đồ nhất ạ. Đủ hết đồ rồi, full hết đồ rồi. Và thưa với quý vị và các bạn đây ạ, sau 3 năm sử dụng với 4.6 km thì quý vị và các bạn nhìn thấy đây ạ. Từ cái nước sơn này, nền sơn tất cả các thứ còn rất là đều, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, quý vị và các bạn thấy đấy ạ, rất là đều. Mặc dù nó cũng đã xước sát thì cũng ít thôi ạ. Xước sát nhỏ nhẹ thì chúng tôi cũng đã sơn si dọn dẹp đánh bóng hết rồi. Để đến tay quý vị và các bạn mua về thì quý vị và các bạn chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi, chứ không phải làm thêm bất kỳ một cái gì nữa ạ. Đấy, quý vị và các bạn mua xe ở cửa hàng thì nó hay hơn được ở mua xe của những người dân là ở cái chỗ đây ạ. Tại vì những xe của người dân thì người ta để xước sát rồi thì bẩn các thứ, chúng tôi mua về thì chúng tôi phải đầu tư vào thêm mất mấy triệu nữa để ít nhất là đánh bóng này, dọn dẹp xe để cho quý vị và các bạn về là nó sẽ đẹp hết luôn ạ. Vì cái tâm lý của người mình dù là mua xe cũ nhưng cũng phải mong muốn được nó còn đẹp. Đấy, mua xe cũ như cũng phải thích nó đẹp cơ. Và thưa với quý vị, đây là cái phiên bản G đấy ạ. Toyota Vios phiên bản G. Phiên bản G này thì cũng đã được trang bị là camera lùi rồi. Đấy, có camera lùi. Đây là cái cụm đèn hậu của xe. Rất là mới, rất là đẹp. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Đấy, đây là cái cụm đèn hậu này. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Cái bên sườn này quý vị các bạn nhìn thấy chưa? Tôi quay cho quý vị các bạn xem ở cái một cái góc chéo để quý vị các bạn thấy được là cái nền sơn ạ. Xước sát thì cũng đã có xước sát và sơn lại thì cũng đã có sơn lại rồi. Thưa với quý vị và các bạn, ở Hà Nội thì rất là đông, rất là chật chội, cho nên là cái việc xước sát thì không bao giờ tránh khỏi ạ. Chúng tôi cam kết là chỉ có không bị đâm đụng, không bị va chạm, không bị ngập nước thôi ạ. Chứ còn về cái việc xước sát thì là nếu như xe ở Hà Nội này mà không xước sát thì hơi lạ đấy ạ. Và cái lốp theo xe đây thưa quý vị và bạn, vẫn còn một đôi lốp theo xe. Đôi lốp sau theo xe vẫn còn, đôi lốp trước thì cũng đã thay rồi. Đấy, lốp sản xuất năm 2017 đấy ạ, đết lốp 2017 và còn rất là dày. Đấy, đây là cái đết lốp ạ. La răng thì cũng không có xước sát gì cả. À, thưa với quý vị và các bạn là lốp trước cũng còn nguyên ạ, lốp trước cũng 2017, tôi nhầm mấy cái xe ở nhà, xe khác. Xe này thì lốp, dàn lốp vẫn còn nguyên theo xe, dàn lốp là 2017 ạ. Xe được sản xuất năm 2017 và cái dàn lốp vẫn là năm 2017 đấy ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất này. Đây là cái tem của nhà sản xuất luôn ạ. Xe được sản xuất năm 2017 ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, những chiếc xe Vios
ở Việt Nam mình thì được rất là ưa chuộng, tại vì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Người dân Việt Nam mình đặc biệt là đi mua xe thì lúc nào cũng phải quan tâm là xem là xe nó ăn hết bao nhiêu xăng. Thì đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ. Chỉ 5,9 lít cho 100 km. Đây là ở đường kết hợp. 7,7 lít cho 100 km trong khu đô thị. Nếu như chạy ngoài đô thị, tức là đường trường đấy ạ, chỉ có phải 4,8 lít thôi ạ. Đấy là cực tiết kiệm. Những chiếc xe này thì được người dân mình rất thích. Có thể nói là Toyota thần thánh đấy ạ. Vừa tiết kiệm nhiên liệu lại vừa giữ giá. Trước khi bước vào xem cái phần nội thất của chiếc xe thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem lại về cái phần ngoại thất một lần nữa, để xem cái ngoại thất nó đẹp như thế nào đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đến bây giờ, hiện tại bây giờ thì quý vị và các bạn nhìn chiếc xe này có không có một cái vết xước nào cơ ạ. Rất là đẹp, và chúng tôi cũng đã đánh bóng hết rồi. Rất là đẹp, rất là mới. Đấy, về cái phần từ những cái phần chrome ở cản trước này, tức là ba đợt sốc trước ấy, đều rất là mới, đẹp từ cái la răng cũng không trước cơ. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Rất là đều xe. Ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn mở cánh cửa bên lái để xem nào. Đây là cái cánh cửa bên lái này. Đầu tiên là chúng ta mở ra xem về cái phần táp bi rồi keo chỉ đã nào. Đây là cái táp bi cửa trước bên lái ạ. Nội thất thì được trang bị là nội thất da và màu vàng đấy ạ. Rất là đẹp, rất là mới ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên hết ạ. Đây, tất cả về những cái phần keo chỉ này là còn nguyên bản hết ạ. Không mất một phần keo chỉ nào cả. Keo chỉ là còn nguyên hết này, ốc bản lề cũng còn nguyên đấy. Chúng tôi là cam kết là xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản đấy. Thì xe cũng đã được trang bị là gương gập điện này. Gương chiếu hậu là gập điện này, đây là cái điều khiển gương này. Táp lô được khâu ra rồi. Ghế cũng là ghế da. Và đây là cái phần tem của nhà sản xuất ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 đó. Đấy. Nội thất thì rất là đẹp. Nội thất màu vàng này phải giữ gìn thì nó mới đẹp được ạ. Còn nếu như không giữ gìn là nó không đẹp đâu ạ. Vì là màu vàng này là rất dễ bám bẩn ạ. Đây là cái chìa khóa của xe này, khóa điện rồi. Và chủ xe đã lắp thêm cái màn hình này. Cái màn hình này để hiển thị camera lùi đấy ạ, cái màn hình lắp thêm ạ. Trần nỉ cũng rất là đẹp ạ. Rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần sau ạ. Sau cũng rất là đẹp đây. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau này. Táp bi cửa sau này, keo chỉ này. Keo chỉ cũng còn rất là đều, rất là đẹp luôn. Và chưa mất một phần keo chỉ nào cả. Đấy, nội thất đằng sau cũng rất là đẹp. Và đây là cái phần táp lô của xe. Ở cái phiên bản G này nó khác với phiên bản E quý vị các bạn nhé. Vô lăng đã được khâu ra, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Và đã có điều hòa tự động, ghế da đầy đủ nhé. Chứ nếu như phiên bản E là nó không có điều hòa tự động, không có ghế da, phải có ghế nỉ thôi. Muốn có ghế da phải lắp thêm. Và chiếc xe thì lăn bánh được 4.6 km rồi. Đây tôi sẽ bật cho quý vị bạn cùng xem này. Odo là 4.6 km rồi quý vị các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Điều hòa tự động đây ạ. Đây là cái phần này, điều hòa tự động đây, auto đây nhé. Đấy, đây là cái phần điều hòa. Tôi sẽ mở cái nắp cốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem về cái nắp cốp sau đã nào. Xe có bị đâm đụng gì hay va chạm gì thì chúng ta phải xem kỹ về cái phần đầu và phần đuôi của chiếc xe. Đây là cái nắp cốp sau đây, ốc cốp sau vẫn còn nguyên ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Đấy, đây là cái phần keo chỉ của cốp sau này. Còn nguyên bản hết này. Đấy. Và cái phần cốp sau này.
Đây là cái cốp sau này, lớp sơ cua này cũng còn rất là mới. Lớp sơ cua còn rất mới luôn ạ. Phần nỉ này cũng còn rất là đẹp. Đây là cái phần nỉ của cái phần cốp sau đấy ạ. Camera lùi. Và đây là cái cánh cửa phía sau bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên hết ạ. Táp bi còn rất là mới ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn. Ốc bản lề cũng còn nguyên hết ạ. Trần rất là sạch sẽ đẹp đẽ luôn quý vị ạ. Màu này là nội thất này gọi là màu vàng kem đấy ạ. Và đây là cái táp bi cửa trước bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Không mất một phân keo chỉ nào cả, là không có đâm đụng, không va chạm gì cả. Táp bi thì còn rất là mới ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết ạ. Đây, về tất cả những cái ốc bản lề này còn nguyên bản này. Những cái phần cao su này rất là mới ạ. Cái phần ghế phụ cũng rất là mới luôn ạ. Táp bi thì rất là đẹp rồi, táp lô rất là mới rồi. Đây là cốp này. Sách hướng dẫn và sổ bảo hành đầy đủ hết cả đây ạ. Đây là sách hướng dẫn, sổ bảo hành đầy đủ hết luôn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần đặc biệt và cái phần quan trọng nhất mà chúng ta luôn quan tâm khi mua xe đấy ạ. Đó là cái phần máy. Tôi sẽ mở cái capo ra cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết, bắt đầu từ cuối năm 2016 thì Toyota cũng đã cải tiến cho chiếc xe Vios này là một cái khối động cơ mới, động cơ đua VVT-i. Trước năm 2016 thì nó chỉ là động cơ VVT-i thôi. Trước năm 2016 thì nó chỉ là cái động cơ VVT-i thôi, còn bắt đầu từ cuối năm 2016 thì Toyota cũng đã cải tiến lên là động cơ đua VVT-i, tức là tăng công suất cho động cơ ạ. Và cái động cơ này thì chúng tôi cũng cam kết là còn nguyên bản hết. Đây quý vị bạn xem đấy, từ ốc mặt máy còn nguyên bản hết đấy. Từ ốc mặt máy cho đến ốc chân máy này. Đấy quý vị các bạn xem ạ, tôi quay thật sát, thật chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Để quý vị và các bạn mà có nhu cầu mua chiếc xe này thì quý vị các bạn có thể xem qua video. Sau đó nếu ưng ý thì quý vị các bạn sẽ bớt chút thời gian đến xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Ốc cabo này, ốc cabo cũng nguyên bản ạ. Đây là nó bẩn nha quý vị bạn nhé. Bẩn thôi chứ chưa có xước sát, chưa có vết mở đâu ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên luôn, ốc cũng còn nguyên luôn ạ. Phải nói là rất là đẹp đấy ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này chúng tôi đang đăng bán với giá là 485 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và bạn, chỉ 485 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Vios phiên bản G, sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này ạ. Và chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn với 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Làm thủ tục trả góp thì cũng rất là đơn giản, nhanh chóng thôi. Chỉ từ 3 đến 5 ngày thì quý vị và các bạn đã được nhận xe ngay rồi. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G phiên bản G2017 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay với số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ.
Nếu như quý vị và các bạn mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios phiên bản G 2017 này ạ. Quý vị và các bạn mà đi mua xe cũ thì chúng tôi cũng khuyên quý vị và các bạn cũng nên bớt chút thời gian để đến xem trực tiếp chiếc xe, để lái thử trực tiếp, sau đó chúng ta sẽ đàm đạo về cái phần giá cả của chiếc xe. Tại vì là mua xe cũ thì không thể so sánh giá cả ở trên mạng được ạ. Vì sau 1 năm sử dụng thôi, những cái người, mỗi một người chủ sử dụng xe nó sẽ còn để lại cái chất lượng xe nó khác nhau ạ. Có những người chạy nhiều nhưng mà lại cẩn thận thì còn có khi chiếc xe nó còn đẹp hơn cả những cái người mà chạy ít nhưng lại không cẩn thận. Có những người mà có khi chỉ chạy vài bữa thôi nhưng bị đâm đụng hay va chạm thì đã làm cho chất lượng của chiếc xe nó khác đi rồi. Cho nên là quý vị và các bạn phải đến xem trực tiếp. Sau đó chúng ta có thể test xe hoặc đến lúc ưng ý rồi chúng ta sẽ làm việc cái giá cả thôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.